Cánh gà sốt bơ tỏi đã xong, bây giờ mình mời các bạn cùng mình ăn cánh gà nha. Mời các bạn cùng ăn. Mời các bạn ăn. Xin chào các bạn, đây là cảnh đường phố sau khi mà có tuyết. Các bạn nhìn thấy không? Hai bên đường là những chiếc xe được phủ đầy dưới tuyết. Còn mặt đường thì mặc dù được cạo nhưng mà vẫn còn một lớp tuyết mỏng. Còn hai chiếc xe bên cạnh là những chiếc xe đi cào tuyết. Những chiếc xe này thì cứ chạy tới và chạy lui và đẩy tuyết qua bên hai bên mặt đường. Ngoài đường lúc này thì rất là vắng, đa số mọi người thì ở trong nhà. Mặc dù xe đi cạo tuyết và rải muối liên tục nhưng mà mặt đường thì vẫn cũng rất là trơn trượt. Mỗi khi mà có tuyết rơi thì nhà mình hay tới cái ngọn đồi này để mà trượt tuyết. Hôm nay mọi người tới đây rất là đông, đến nỗi mà kiểm lâm viên phải tới để mà điều khiển chỗ cho mọi người đậu xe. Cái trượt tuyết này vui lắm các bạn, chỉ cần mua một cái miếng trượt tuyết thường thường ở chợ hay bán á, rồi sau đó mình leo lên trên ngọn đồi rồi mình nằm trên rồi mình trượt xuống. Cảnh của ngọn đồi này cũng rất là đẹp, khi mà mình đứng trên cao ngọn đồi mình nhìn xuống mình thấy xe cộ ở dưới người đang chạy. Mà hồi xưa cái ngọn đồi này là người ta nói là chiến trường, mà bây giờ là nó vô cái khu bảo tồn di tích lịch sử. Mà bình thường vào những ngày cuối tuần á, thì mọi người cũng tới đây để đi bộ rất là nhiều các bạn, leo lên trên ngọn đồi này đi sâu vô trong Giờ thì rừng. mình đi lên trên rồi mình tuột xuống. Mấy anh chị này hào hứng quá, la la quá trời luôn để mình tránh ra chứ không trúng, tại vì khi mà đi xuống á, thì với cái tốc độ đó người ta không có kiểm soát được mà cũng rất là khó mà tránh. Mình tránh ra chỗ khác thì đỡ hơn. Ui, có chân đụng. Trời ơi, vừa nói hai người ném đụng vô nhau quá các bạn. Wow, các bạn kia trượt tuốt xuống đường luôn. Mấy anh chị này thì chuẩn bị đang trượt xuống. Thường thì một hoặc là hai người ngồi trên cái miếng trượt. Cái miếng trượt này thì bằng nhựa cứng. Thỉnh thoảng thì mình thấy người ta cũng làm bằng kim loại, hoặc là bằng những cái giống như những cái xe trượt đó các bạn. Mà mình thì cũng không có rành lắm, cho nên nếu mà có nói gì không đúng thì các bạn bình luận cho mình biết nha. Rồi thì mình thấy có một số anh chị thì đem mấy cái phao trượt tuyết, mà mấy cái phao thì ở mấy cái công viên người ta hay sử dụng mấy cái phao nhiều hơn, rồi ngồi lên trên cái ngọn dốc đó, rồi trượt xuống vui lắm. Sophia thì rất là thích cái này, bé chạy lên chạy xuống trượt cũng mấy bận rồi đó các bạn. Cái ngọn đồi này thì nó nằm sát ở bên là đường xe chạy luôn. Thời tiết nay rất là lạnh, dưới âm độ luôn á. Nhưng mà mấy các bạn nhỏ này thấy không có bạn nào là quan tâm tới cái lạnh hết. Có nhiều bạn mình thấy ha còn nằm lăn trên tuyết rồi bóc tuyết chọi rồi cứ chạy lên chạy xuống. Mà có rất là nhìn thấy vui lắm. Ôi cái chị này thì nằm dài trượt xuống luôn các bạn. Ôi nó quay vòng vòng luôn kìa. Billy đang trượt xuống, nhìn ảnh không có khác gì Sophia hết á. Mà khi vào trong đây để mà trượt tuyết bằng cái máng trượt này thì mình thấy người lớn hay con nít gì cũng thấy, ai cũng thấy vui hết á. Khắp nơi là chỉ có một màu tuyết trắng xóa. Ngoài đường thì xe vẫn chạy ngang qua chạy lại. Đi cái này mà không cẩn thận là một hồi cũng bị đụng trúng à. Ở đây người ta đem đủ thứ loại, nào là phao nè, rồi mình thấy ở cái khúc xa xa các bạn có mấy người ta đi trượt tuyết mà bằng hai cái cọ, hai cái cây nữa. Còn cái anh này thì vừa xong. Ôi cái bạn này đứng lên luôn, coi chừng té. Nhìn thấy vậy nhưng mà con dốc sâu lắm các bạn, lên mệt lắm. Ta lên trên rồi người ta trượt xuống.
Hai người đang ngồi trên con dốc mà trượt xuống bây giờ. Trước mặt các bạn chính là mình với Sophia đó các bạn. Con dốc này nhìn lúc mà trượt thì không có thấy, nhưng mà ngồi lên trên thì thấy hơi sợ, tại vì nó hơi bị dốc. Rồi nó leo lao xuống thì thấy người ta đi á, sợ cũng 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 hơi sợ. Get ready to get down now? Come on, Sophie. Oh no. She all the way down. Giờ thì cũng 4 giờ mấy chiều rồi. Các bạn nhìn thấy cảnh mặt trời á, chuẩn bị lặn. Mùa đông á, thì ở đây á, mặt trời nó lặn sớm lắm. Khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ rưỡi á, là sập tối. Còn mùa hè thì tới tận 8 giờ mà cũng còn mặt trời ở ngoài. Mà cảnh ở đây, đứng ở đây nhìn xuống rất là đẹp các bạn. Ôi, cái bạn này đi trượt tuyết bằng hai cái cây. Wow. Xin chào. You go down now, Billy. Huh? You go down now. Bye. Spin it out. Xin chào các bạn, hôm nay mình vào bếp và cùng nhau làm món cánh gà chiên bơ tỏi nha. Hôm nay mình đi trượt tuyết về thì nó hơi trễ rồi, cho nên mình lựa cái gì mà nhanh nhất để mà mình làm. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp nấu với mình món này nha. Đầu tiên, để nấu món này, rửa sạch thịt gà và mình sẽ ngâm với nước muối khoảng chừng 10 phút. Mình bỏ một ít gừng vào. Nước sôi thì mình cho thịt gà vào cùng sơ khoảng chừng 3-4 phút. Nếu các bạn không thích trụng sơ thì cũng được. Mình thì mình thích trụng sơ để cho nó bớt cái mùi gà, với lại chiên nó mau chín hơn. Thịt gà sau khi mà trụng sơ, bây giờ mình bỏ gia vị vào, thì gia vị mình cũng có muối,
chút xíu đường, chút xíu bột chiên tỏi, chút xíu bột nêm với lại tiêu. Rồi mình cho thêm một ít một muỗng dầu hào với lại một muỗng tương ớt. Các bạn thì nêm nếm tùy theo khẩu vị các bạn nha. Cái này mình làm cho theo khẩu vị của nhà mình. Tương ớt này thì mình bỏ vào cho cái màu nó đẹp. Sau đó trộn đều lên các bạn. Rồi mình để cho nó khoảng chừng 30 phút. Sau khi mà mình thịt gà sau khi mà mình ướp, giờ mình cho trộn vào trong một cái trứng. Và sau đó mình đổ bột chiên giòn vào. Lắc đều lên. Dầu nóng rồi thì ly cho cánh gà vào và chiên. Nhìn thấy cũng đẹp mắt phải không các bạn? Gà chín rồi thì ly vớt ra để vào trong một cái dĩa, bỏ một cái tờ giấy ở dưới cho nó thấm sạch dầu. Giờ thì mình cho bơ vào để bơ tan ra rồi mình cho tỏi vào phi. Tỏi băm rồi giờ mình cho vô. Cái mùi tỏi phi lên rất là thơm. Khi mà tỏi vàng thì ly vớt ra để riêng. Còn cái phần bơ ở trong chảo thì mình bỏ cánh gà vô, mình xóc đều lên. Một hồi khi mà mình vớt ra dĩa lại thì mình rắc cái tỏi mà mình bỏ riêng ra lên trên cái dĩa cánh gà. Cánh gà chiên bơ tỏi mình đã làm xong. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mời các bạn cùng ăn. Mời các bạn ăn. Mình thì thích ăn này với lại cơm. Còn ông xã mình thì thích ăn với lại bánh mì. Wow, the flavoring is really good. Mm-hmm. What do you call this? Butter garlic? Butter garlic. With canh gà rất là giòn và rất là ngon. Butter garlic. Mm-hmm. Wow. The butter garlic make the meat really juicy. Mm. And the butter we use, it smells good, right? It smells like, yeah. Yeah, it's French butter. Yeah, French butter. Mm-hmm. It really brings out the flavor in the chicken. Và đến đây video của mình xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Chào tạm biệt. Xin chào.